Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Cao Bằng ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị, mùa thu năm 1945, dân tộc Việt Nam đã làm nên một thắng lợi có ý nghĩa lịch sử to lớn. Từ thân phận nô lệ, rũ bùn đứng dậy sáng lòa, trở thành dân tộc tiên phong ở Đông Nam Á, lật đổ ách áp bức của chủ nghĩa thực dân và thành lập nhà nước Việt Nam mới, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, toàn đảng, toàn dân, toàn quân càng tiếp tục thấm nhuần và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc với tinh thần dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Giá trị này vẫn giữ nguyên tính thời sự trong thời kỳ cả nước đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sau đây, chương trình xin được bắt đầu với những tin tức trong tỉnh đáng chú ý. Chiều 31 tháng 8, tại nhà tập luyện và thi đấu Trung tâm Đào tạo Thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tổ chức lễ bế mạc và trao giải các nội dung giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2024. Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2024 khởi tranh từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8, quy tụ 255 vận động viên đến từ 23 đơn vị địa phương trên toàn quốc. Các vận động viên thi đấu 5 nội dung ở 7 nhóm tuổi. Sau 8 ngày tranh tài kịch tính, sôi nổi, các vận động viên cống hiến cho khán giả yêu bộ môn bóng bàn những trận đấu hấp dẫn, kịch tính với kỹ thuật, chiến thuật thi đấu điêu luyện, chuyên nghiệp cao, xứng tầm giải đấu cấp quốc gia. Giải thu hút đông đảo nhân dân đến xem và cổ vũ. Giải là sân chơi cho các vận động viên nâng cao trình độ, qua đó đánh giá công tác huấn luyện đào tạo vận động viên trẻ xuất sắc của các tỉnh, thành, ngành là tiêu chuẩn tuyển chọn cho đội tuyển dự tuyển bóng bàn quốc gia và quốc tế. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để mạnh công tác quảng bá và giới thiệu về vùng đất, con người, di sản văn hóa, tiềm năng phát triển du lịch thông qua mô hình công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng đến với bạn bè trong cả nước. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 34 bộ huy chương vàng, bạc, đồng ở các lứa tuổi 22 đến 23 tuổi, 19 đến 21 tuổi, 16 đến 18 tuổi, 14 đến 15 tuổi, 12 đến 13 tuổi, 10 đến 11 tuổi, 9 tuổi trở xuống. Đoàn giám sát thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Hà Quảng vừa tổ chức giám sát kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện từ năm 2022 đến nay. Từ năm 2022 đến năm 2024, nguồn vốn giảm nghèo huyện được giao 143,7 tỷ đồng. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện đã phân bổ kinh phí hỗ trợ nhà ở cho 755 hộ nghèo, cận nghèo, duy tu bảo dưỡng một số công trình hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất 23 dự án, mở 7 lớp học nghề, tổ chức tập huấn 6 lớp với 555 người tham dự. Đến nay, đã giải ngân được trên 79,8 tỷ đồng, đạt 55,55% kế hoạch. Năm 2024, phấn đấu toàn huyện giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 11,35%. Đoàn giám sát đề nghị phòng tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả các dự án, xây dựng và phát triển các mô hình giải quyết việc làm bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được phân bổ theo đúng mục tiêu, lồng ghép với các nguồn vốn khác để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, hướng dẫn thực hiện các mô hình, dự án giảm nghèo, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật, liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Trước đó, đoàn đã đi kiểm tra, giám sát trực tiếp một số hộ dân về hỗ trợ xây dựng nhà ở, chăn nuôi bò và lợn cái sinh sản tại các xã Ngọc Động, Yên Sơn, Lũng Nặm, Hồng Sĩ và Cải Viên. Tại phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa An đề nghị các cơ quan, đơn vị quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu từ nay đến cuối năm. Phiên họp đã đánh giá các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm cơ bản thực hiện theo kế hoạch, thu ngân sách trên 38,6 tỷ đồng, đạt 64,5% dự toán giao. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai, tổng hợp và đề xuất phân bổ các nguồn quỹ của huyện thực hiện đề án hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát năm 2024. Chỉ đạo các trường chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho ngày tựu trường và khai giảng năm học mới 2024-2025. Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã thị trấn tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ
phân tích kỹ các chỉ tiêu chưa đạt, đề ra các giải pháp để thực hiện hoàn thành, tăng cường các giải pháp thu ngân sách để nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức một số sự kiện lớn, chủ động báo cáo kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để có phương án giải quyết. Chiều 31 tháng 8, Công đoàn và Chi đoàn Cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Cao Bằng tổ chức trao tặng nhu yếu phẩm và tiền mặt hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại xóm Thang Sập, xã Cao Trương và xóm Minh Khai, xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh. Xóm Thang Sập, xã Cao Trương có 53 hộ dân, trên 270 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Trong đợt mưa lũ vừa qua, có 19 gia đình thuộc hộ nghèo và cận nghèo bị ngập lụt, gây thiệt hại về hoa màu, tài sản, khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Xóm Minh Khai, xã Quang Vinh hiện có 56 hộ dân với trên 230 nhân khẩu, trong đó có 38 hộ nghèo, cận nghèo. Đây là một trong 6 xóm bị cô lập hoàn toàn do ảnh hưởng của mưa lũ trong thời gian khoảng 5 ngày, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, BIDV Cao Bằng đã trao 19 triệu đồng hỗ trợ 19 gia đình bị ngập lụt tại xóm Thang Sập, xã Cao Trương. Chi đoàn vận động đoàn viên thanh niên ủng hộ 56 bao gạo, mỗi bao 10 kg với tổng trị giá 9,6 triệu đồng, trao tặng cho 100% các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xóm Minh Khai, xã Quang Vinh. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, kịp thời chia sẻ, động viên và hỗ trợ người dân huyện Trùng Khánh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, nhanh chóng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Ban tổ chức tuần lễ văn hóa chợ tình phong lưu huyện Bảo Lạc vừa tổ chức cuộc họp để kiểm tra kết quả tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức tuần lễ văn hóa chợ tình phong lưu năm 2024. Theo kế hoạch, tuần lễ văn hóa chợ tình phong lưu huyện Bảo Lạc năm 2024 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9, tức ngày 12 đến 15 tháng 8 âm lịch tại trung tâm huyện Bảo Lạc, với chuỗi sự kiện hoạt động nổi bật mang đậm bản sắc các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Sao, Lô Lô và Sán Chỉ, tái hiện diễn sướng dân gian, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống của các dân tộc, trưng bày giới thiệu, quảng bá các sản phẩm ô cốp, tổ chức thi trình diễn trang phục dân tộc, thi đấu các môn thể thao, trò chơi dân gian truyền thống, giới thiệu ẩm thực nổi tiếng bản địa. Năm nay còn có sự tham gia của đoàn đại biểu huyện Nà Po, Quảng Tây, Trung Quốc, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm ảnh nghệ thuật công viên địa chất toàn cầu UNESCO, Cao Bằng, Hà Giang, Đắk Nông. Đến nay, công tác chuẩn bị đang được các cơ quan, ban ngành, đơn vị tích cực khẩn trương thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, các nhà mạng trên địa bàn tỉnh đã triển khai tốt về hạ tầng, phương án kỹ thuật phục vụ người dân và du khách tham quan, nhất là đối với những điểm du lịch, vui chơi và nơi tập trung đông người. Kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay diễn ra 4 ngày, thời tiết thuận lợi. Vì vậy, các điểm tham quan, vui chơi trên địa bàn tỉnh dự kiến thu hút khá đông khách tham quan, du lịch. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông, các nhà mạng đã chuẩn bị chu đáo về hạ tầng, thiết bị, nhân lực đáp ứng yêu cầu của người dân và du khách. Riêng VNPT Cao Bằng phát triển mới 63 trạm di động, nâng cấp năng lực phục vụ của 99 trạm 3G, 4G. Trong đó, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó, lắp đặt 3 vị trí trạm di động. Phố đi bộ Kim Đồng lắp đặt 6 vị trí trạm và 12 điểm Wi-Fi miễn phí. Tháp Bản Dốc có 3 vị trí trạm và 5 điểm cung cấp Wi-Fi công cộng. Ngoài ra, đơn vị cũng chuẩn bị đầy đủ các vật tư dự phòng, bố trí cán bộ nhân viên trực 24/24, sẵn sàng xử lý các sự cố xảy ra, nâng cao năng lực mạng di động, mạng Internet, đảm bảo thông suốt, bố trí trạm thông tin vệ sinh để kịp thời ứng phó với thiên tai tại các vùng có nguy cơ cao, kiểm tra, rà soát mạng lưới và có các biện pháp xử lý phòng ngừa. VNPT Cao Bằng cũng đã tập trung triển khai, nâng cấp toàn bộ cái năng lực mạng lưới, các cái thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là chúng tôi đã nâng cấp được 99 trạm 3G, 4G trên địa bàn tỉnh để nâng cao cái khả năng phục vụ sử dụng dịch vụ di động của người dân. Chúng tôi thực hiện tốt cái công tác bảo dưỡng các cái thiết bị di động
các cái thiết bị băng rộng, internet, các cái thiết bị truyền dẫn, thiết bị truyền mạch trên tất cả các cái nút mạng trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh đó, để phục vụ hội nghị quốc tế lần thứ 8 mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á Thái Bình Dương tổ chức trong tháng 9 tại Cao Bằng, đơn vị đã lắp đặt một trạm dã chiến 3G, 4G tại trung tâm hội nghị tỉnh nhằm tăng cường vùng phủ sóng, đảm bảo cho sự kiện diễn ra thuận lợi. Ngoài phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, VNPT Cao Bằng còn xây dựng phương án sẵn sàng phối hợp đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước, an toàn cơ sở hạ tầng, phòng chống cháy nổ trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2024. Thưa quý vị, nghề thổ cẩm truyền thống đã gắn bó với đời sống của người dân tộc Giao Tiền, huyện Nguyên Bình qua nhiều thế hệ. Hiện nay, đứng trước sự phát triển của nền kinh tế thị trường, nghề thêu thổ cẩm của người Giao Tiền nơi đây có nguy cơ mai một, thất truyền. Vì vậy, chính quyền và người dân huyện Nguyên Bình đang tích cực bảo tồn, phát huy nghề truyền thống này. Trong đó, truyền dạy cho thế hệ trẻ được coi là giải pháp để nghề còn mãi với thời gian. Vào những ngày nông nhàn, các bà các mẹ trong nhóm thổ cẩm xã Hoa Thám lại tập hợp cùng nhau hướng dẫn các con, các cháu cách thêu thổ cẩm. Học thêu thổ cẩm khá khó vì có nhiều họa tiết khác nhau, đòi hỏi người thêu phải có trí tưởng tượng. Nên nếu như không đam mê thì các con sẽ không làm được. Đã từng học và thấu hiểu điều đó, các mẹ luôn dành cả tâm huyết, tình yêu của mình để truyền dạy cho con. Con học vào ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật, học theo cùng mẹ. Từ đầu học theo thì rất khó, nhưng con sẽ cố gắng để giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Không chỉ gieo cho các con em niềm say mê với nghề thêu thổ cẩm, mà các mẹ còn vừa dạy vừa giải thích cho các con hiểu về ý nghĩa của nghề thêu của dân tộc. Cũng vì thế, mỗi bạn nhỏ khi đến với nhóm thổ cẩm đều nhận thức rõ được tầm quan trọng và trách nhiệm của mình trong gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Từ đó tạo thêm động lực để các con tự giác, trau chuốt từng đường kim, mũi chỉ, tiến bộ từng ngày. Con rất thích học theo và vì học theo để vì học theo để duy trì truyền thống dân tộc. Trong tương lai con muốn mình theo thật giỏi và giống như mẹ. Theo thổ cẩm của dân tộc Giao Tiền có rất nhiều họa tiết, khi được theo trên các món đồ vật đều mang một ý nghĩa nhất định, chẳng hạn các hình ngôi sao nhiều cánh tượng trưng cho sức mạnh của thiên nhiên, vũ trụ, hay hoa văn hình con vật, hình hoa tám cánh hay còn gọi là hoa màu gà xuất hiện nhiều trên khăn đội đầu và vạt áo của phụ nữ Giao Tiền để cầu mong sự may mắn. Chính vì thế, qua các họa tiết cũng là cách để các bà, các mẹ dạy con cái về giá trị nhân văn, nét đẹp văn hóa của dân tộc. Họ luôn mong rằng thế hệ sau này sẽ làm ra những sản phẩm bằng sự nâng niu và trân trọng nhất. Chúng tôi luôn duy trì cái nghề thổ cẩm này là cũng luôn luôn muốn bảo tồn bản sắc dân tộc của dân tộc Giao Tiền, và nhóm chúng tôi luôn luôn truyền dạy những cho các em nhỏ để sang đời này đến đời sau là các con cũng không mai một những cái văn hóa truyền thống của dân tộc. Và thường những lúc rảnh rỗi là luôn luôn mong muốn là các con cũng chăm chỉ để mà tập theo, tập làm ra những cái sản phẩm để cho các con yêu thích vào về nghề thêu thổ cẩm. Từ bao đời nay, phụ nữ dân tộc Giao Tiền luôn gìn giữ và phát triển nghề thêu thổ cẩm và in hoa văn bằng sáp ong truyền thống. Theo phong tục của các cô gái dân tộc Giao, trước khi lấy chồng, phải biết thêu thùa, khâu một bộ trang phục đẹp nhất cho ngày cưới của mình.
Vì thế mà từ khi nhỏ đã được các mẹ, các bà truyền dạy nghề thêu thổ cẩm. Xuất phát từ nhu cầu đó mà từ khi thành lập nhóm đã nhận truyền dạy cho các con em trong xã. Nhiều người đến đây học giờ đã biết thêu và tự làm được những món đồ theo sở thích của mình. Từ các cháu vừa mới tập thêu thì nhóm chúng tôi cũng cố gắng để tập cho các cháu thêu vào những cái họa tiết đơn giản nhất đến những dần dần mới học đến những cái phức tạp nhất. Còn các cháu tiếp thu thì các cháu còn tiếp thu nhanh hơn ngày xưa các mẹ học. Bây giờ truyền dạy cho các cháu thì các cháu còn nói chung là cũng biết thêu. Chỉ bảo một vài lần là các cháu cũng biết cầm kim, cầm chỉ. Và mình chỉ cần bảo là làm cái này cái nọ, mình có cái mớ là các con cũng tự khắc mày mò rồi tìm học những cái đơn giản là các con nói chung là cũng học cũng khá nhanh. Được thành lập từ năm 2010, nhóm thổ cẩm xã Hoa Thám hiện có trên 20 thành viên. Ngày nay, nghề thêu thổ cẩm còn giúp chị em có thêm thu nhập. Để đáp ứng nhu cầu khách hàng, nhóm đã sáng tạo sản xuất được 20 loại mặt hàng khác nhau như móc chìa khóa, vỏ gối, vỏ chăn, khăn trải bàn, ba lô, túi đựng điện thoại, cùng một số sản phẩm thổ cẩm lưu niệm. Các sản phẩm được giới thiệu, quảng bá trong các lễ hội, trên các trang mạng nên sản phẩm làm ra ngày càng được nhiều người biết đến, nhất là được khách du lịch ưa chuộng đặt hàng. Tuy nhiên, hiện nay những người trẻ đam mê với nghề thổ cẩm tại xã Hoa Thám còn rất ít. Để tiếp tục giữ nghề, chị em nhóm thổ cẩm mong muốn trong tương lai sẽ mở được những lớp dạy truyền nghề quy mô lớn hơn, để thế hệ trẻ ai cũng biết và cùng nhau gìn giữ nghề truyền thống của dân tộc. Trong tương lai thì nhóm chúng tôi cũng luôn muốn truyền cho các con đến lứa tuổi tập biết thêu thì cũng luôn muốn để được mở cái lớp cho các con được có thời gian thì ngồi với nhau để truyền dạy cho các con để tương lai các con tương lai các con cũng biết thêu biết gìn giữ những cái bản sắc dân tộc gia tiền. Hiện nay, xã Hoa Thám đã kết nối với một số trung tâm đưa sản phẩm của nhóm để quảng bá, giới thiệu sản phẩm ở nhiều nơi. Đặc biệt trong các lễ hội của huyện luôn được ưu tiên các xã có nghề truyền thống trưng bày, giới thiệu trưng bày, phối hợp với các dự án mở các lớp tập huấn dạy nghề, hỗ trợ kinh phí cho nhóm thêu thổ cẩm Nà Chắn phát triển. Bên cạnh đó, xã khuyến khích thế hệ trẻ học theo gìn giữ nghề. Thời gian tới, để sản phẩm được đến nhiều hơn với khách hàng, thì nhóm đang đẩy mạnh quảng bá trên các trang mạng xã hội. Xã Hoa Thám cũng xác định thế hệ trẻ là lực lượng tiên phong kế tục lĩnh vực này. Giữ gìn và quảng bá nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch đang là hướng phát triển bền vững được tỉnh Cao Bằng xác định. Để nghề thêu thổ cẩm của người Dao Tiền trở thành nét đặc trưng riêng có của huyện Nguyên Bình, rất cần được nối dài qua nhiều thế hệ. Cấp ủy chính quyền cần quan tâm tạo điều kiện đầu tư về cơ sở vật chất, kết nối sản phẩm để nghề đem lại sinh kế cho người dân. Cùng với đó, mỗi người dân, nhất là những người trẻ, cần tự ý thức trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ nghề, giữ văn hóa của dân tộc mình. Chuyển sang thời lượng của một điểm báo, lãnh đạo Lào, Trung Quốc, Campuchia, Cuba, Nga, Triều Tiên, Ấn Độ cùng các quốc gia ASEAN gửi điện và thư mừng 79 năm Quốc khánh Việt Nam. Trong điện mừng, chúc mừng thành tựu của Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong 79 năm qua, các lãnh đạo các nước bày tỏ tự hào về mối quan hệ đoàn kết lịch sử đã được vun đắp và củng cố trong cuộc đấu tranh chung vì độc lập, tự do và phát triển, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện.
các nước cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam để củng cố và phát triển mối quan hệ hai nước ngày càng bền vững vì lợi ích chung. Trong chương trình công tác tại Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm tại Đà Nẵng, trong đó có khu vực nghiên cứu lấn biển dự kiến xây dựng khu thương mại tự do. Thủ tướng đã đến khảo sát tại khu vực nghiên cứu lấn biển gần đường Nguyễn Tất Thành, chức năng là khu dịch vụ logistics, diện tích khoảng 420 ha. Đây cũng là vị trí đang được xem xét để dự kiến xây dựng khu thương mại tự do Đà Nẵng. Khảo sát khu vực dự kiến lấn biển, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý về chủ trương cần lấn biển để tạo quỹ đất mới, mở rộng không gian phát triển, song cần nghiên cứu, tính toán kỹ các vấn đề nguyên vật liệu san lấp, diện tích đất sau khi lấn biển cần thực hiện đúng chức năng theo tiêu chí khu thương mại tự do, những vị trí đẹp nhất dành cho sản xuất kinh doanh. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam xuất siêu 11,8 tỷ USD nhóm hàng nông lâm thủy sản trong 8 tháng đầu năm 2024, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 40,08 tỷ USD, nhập khẩu đạt 28,28 tỷ USD. Về xuất khẩu trong tháng 8 năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 5,55 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng chủ lực đều có kim ngạch cao hơn cùng kỳ năm trước như gỗ và sản phẩm từ gỗ, rau quả, cà phê. Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là ba thị trường xuất khẩu lớn nhất, trong đó Mỹ chiếm tỷ trọng 21,4% tỷ trọng trong 8 tháng đầu năm 2024, tăng 23,5%, Trung Quốc chiếm 20,4%, tăng 10,2% và Nhật Bản chiếm 6,7%, tăng 4,6%. Tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Hành trình áo dài kết nối du lịch với di sản Hà Nội năm 2024. Hành trình khởi đầu tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hà Nội, sau đó đoàn xe đạp đi qua các tuyến phố lịch sử như Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Phan Đình Phùng và một số địa danh như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch, Tháp nước Hàng Đậu, Cầu Long Biên, chợ Đồng Xuân. Hành trình kết thúc tại Đoan Môn, khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Việc tổ chức các sự kiện như áo dài kết nối du lịch với di sản Hà Nội còn góp phần thúc đẩy ngành du lịch thủ đô phát triển mạnh mẽ hơn, thông qua việc quảng bá hình ảnh áo dài truyền thống và những giá trị văn hóa đặc sắc của Hà Nội. Sự kiện mong muốn lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng, giúp du khách trong và ngoài nước hiểu thêm về vẻ đẹp áo dài và di sản văn hóa thủ đô. Chuyển sang thời lượng của một con số hôm nay. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 551.479 thí sinh xác nhận học trong tổng số 673.586 thí sinh trúng tuyển, đạt 81,87%. Như vậy, có 122.107 thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học. So với năm 2023, số lượng thí sinh trúng tuyển và tỷ lệ thí sinh nhập học đều tăng. Cụ thể, năm 2023 có 615.470 thí sinh trúng tuyển và 494.488 thí sinh xác nhận nhập học, đạt 80,34%. Tỷ lệ nhập học là chỉ số ghi nhận số lượng sinh viên chọn theo học ở các trường đại học. Nhìn từ số liệu tuyển sinh 3 năm gần đây, 2022-2024 cho thấy, nhiều thí sinh dù có trong danh sách trúng tuyển nhưng vẫn không chọn nhập học. Mỗi năm có khoảng trên 100.000 thí sinh không xác nhận nhập học đợt 1. Nhiều lý do khiến thí sinh không chọn đăng ký vào đại học hay từ chối xác nhận nhập học như thay đổi mục tiêu tương lai, đi du học, học nghề, xuất khẩu lao động, đi làm ngay hoặc muốn nhập học vào trường khác bằng nguyện vọng bổ sung. Bệnh trào ngược, ợ chua có thể giảm thiểu bằng cách điều chỉnh chế độ dinh dưỡng. Sau đây là một số hoa quả giúp chữa bệnh trào ngược nhanh chóng. Khi trào ngược dạ dày, thực quản, người bệnh không thể nuốt được, thậm chí khi ợ hơi, miệng sẽ đầy nước chua, rất khó chịu. Các chuyên gia khuyên rằng bạn không nên dùng những thực phẩm có tính axit cao như cà phê, rượu, cà chua, các món ăn cay hoặc nhiều dầu mỡ có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng trào ngược axit. Thay vào đó, bạn dùng những loại thực phẩm có tính axit thấp, tính kiềm cao, giúp giảm kích ứng niêm mạc thực quản như chuối, hạnh nhân, bông cải xanh, cải xoăn, táo, chuối, thanh long, dứa và các loại trái cây khác có mức độ vừa phải.
Các loại hoa quả này rất giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác. Tiêu thụ hợp lý có thể bổ sung cho cơ thể những chất dinh dưỡng cần thiết. Hơn nữa, chúng còn chứa một lượng lớn pectin, có thể thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tiêu hóa và hấp thu thức ăn. Ngoài ra, những người bị viêm thực quản trào ngược và viêm dạ dày cũng có thể ăn quả việt quất, anh đào và các loại trái cây khác với lượng vừa phải, nhưng hãy cẩn thận tránh tiêu thụ quá mức để tránh làm tăng thêm gánh nặng cho đường tiêu hóa và gây ra các triệu chứng khó chịu như chướng bụng, đau bụng. Người bệnh nên đi khám kịp thời để tránh tình trạng bệnh tăng nặng. Chương trình Các bạn ngày mới đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.